Ok. Ơi, rồi xong. Nghịch ngu. Ngu người rồi, ngu người rồi. Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với channel mình. Mình là Lớp Bé Bạn. Thì hôm nay mình sẽ chơi với thằng em mình một tựa game tên là... Yeah, game này tên là Dissertation gì đó. À, bla bla. Ok. Thì do game này kết bạn bằng ID. Thì ID của bạn thì sẽ nó hiện ở đây nè. Hiện dưới nè. Đó. Để từ đó nó sẽ hiện dưới đây nè, đó dưới đây nha. Ok, hiện tại thì mình mới cấp 3 và đồng 2. Kệ vô, Mở đi anh mình em sẽ ơi. mời em mình. Mở đi anh đi bé Game Boy. Mời sao mày? Em chết liền. Mời sao? Mở The đâu mời fuck? Ok, thì thằng em mình nó về rồi. Thì mình sẽ chơi mình chơi solo. Ok, vô. Thì game này thì các bạn tải trong Google Play. Thì nó ra mắt rồi ở trên Google Play á. Đó, game này có thể xây dựng và đập phá các thứ đấy. Mình có thể đập nhà luôn. Nhưng mà game này không không có game này không có túi đồ. Không, game này giống Minecraft thôi. À, giống Fortnite hơn. Đó, các bạn có thể xây thỏa thích. Đây. Cái gì mình muốn thôi. Ok. Đây là những người mà kiểu như vừa trang phục đẹp hay cái thứ gì đó. Hay là bánh hay là cái gì mình cũng không biết nữa. Mình mới cấp 3 mình chả biết gì hết. Ok. Thì game này ít trong Fortnite luôn. Không khác khác gì luôn á. Cái dù rất là hiện đại luôn đấy. Ok. Thì mấy đầu chơi mình chơi cũng tệ. Chơi chưa bằng Free Fire. Free Fire thì mình chơi quen rồi. Đó cái dù đó. Nó có ở đây có thằng nhảy rồi, mình đi chỗ khác. Ok, đó là cái dù này, nó hiện đại không? Thì nó tự làm súng cho mình giống như BBG Mobile á. Ok, thì giờ mình sẽ đi kiếm thằng nào đó để bắn. Để mình thêm một người. Rồi. What the hell? Cái gì? Ghê. Trời, anh cầm cái gì vậy ghê. Ok, thì là đầu tiên. Đầu tiên thấy bắn ghê chưa? Thì cái này nó có hai màn hình. Một là màn hình thứ nhất là màn hình đổi xong. Mình đã chơi màn hình thứ nhất rồi. Mình không biết cách nào để đổi hết. Đó, màn hình thứ nhất nè. Nếu màn hình thứ hai. Đổi sao không biết luôn. Thì vô đó khá nhiều người ha. Có lẽ mình đi nhảy chỗ khác. Ok. The heck.
Màn hình thứ nhất chi giờ khó khó chơi. Màn hình này mình ghét nhất luôn. Thả dù. Ý. Vô. Rồi chưa gì có thấy người ơi. Ghê thật chứ. Rồi tôi đi. Tôi đi đây. Tôi không thích nhiều người. Vừa nãy có thằng bắn tôi gần chết rồi. Ê da. Nghịch cũng. Ok súng lục. Cái gì đây? Nhà gì có cây súng vậy? Có lẽ mình tự xây đi. Ấy, có căn nhà kìa. Tự xây đi đi. Ây da. Đi khó. Mình hình thứ nhất khó đi. Thì game này khó mời lắm. Nãy mình tìm hoài không thấy. Mà thằng em nó về luôn. Để tí mình kiếm cách thôi. Game này giống PUBG nè. Mobile với lại giống gì ta? Minecraft. Nhưng nó xây không hình vuông. Không phải là cái hình vuông. Mà giống hình vuông ta. Ok, súng nhắm. Súng nhắm với súng gì ta? Súng nhắm đúng không? Ủa, súng mình này thằng này xài. Thằng vừa này bắn mình nè. Khốn nạn. Ta sẽ trả hù. Mà tao không biết tên mày, tao quên tên này. Cái này có đặc điểm là mình ấn cái bánh mà lỡ ấn cái này nè, đó, để ấn cái xây đó. Khổ quá. Mệt mỏi lắm. Đơm ở cái nhà. Ôi, trời xong. Nghịch ngu. Ngu người rồi, ngu người rồi. Quá ngu người. Ủa mình chơi solo rồi ta. Chạy giờ cố rồi sẽ chết luôn. Cái này nè. Để một tí. Đó, bạn sẽ ấn vô cái này nè. Chê. Còn cái này là góc nhìn thứ nhất như thứ hai nè. Nè góc nhìn thứ hai. Góc nhìn thứ nhất nè. Đó, thứ hai. Để lỡ ấn vô đây thử. Rồi xong chết luôn. Ok thì ấn vô đây nè. Đây là thằng em của mình. Đó. Chết. Ủa cái gì. Ok. Đây là không cần tên luôn. Ok. Đặt tên không giấu. Ok thì chúng ta sẽ vô thôi. Solo squad. Ok. Yeah.
ít ra phải giới thiệu này, mình chơi cái này quen nè. Tại bữa chơi nhiều Free Fire quá. Đập cái xe rồi. Xe gì tạo ra đẹp thế mẹ đi. Xong một hồi không lái rồi. Xài súng nhắm hả? The hell? Quái chứ, vừa sống vậy chết. Mình cảm thấy thật là bực bội cái game chó đẻ này. Thật sự là không muốn chơi luôn đó hả? Nhưng mà quay clip cho nên phải... Không mà mình thích chơi cái game này. Tại vì mình thích Fortnite. Chơi giống kiểu Fortnite à, chơi cái cảm giác thằng bạn ra đập phát. Đang xây cầu thằng bạn ra đập bụp không té chép mặt giống vừa nãy thôi. Cứ lên đánh nó đi. Kìa đó, cái chạy kìa. Wow, ông đang chạy kìa trời. À, rồi. Rồi, máu của tôi. Máu của tôi. What the hell. Rồi, rớt nữa. Ok. Ok, thì cầm sạch gân bánh thôi. Biến nó vào đây em ta. Ok, không thể nói nữa. Trời ơi, nhắn cái gì? Tôi đang quay mà, what the heck. Hình như xe này không đi được. Vậy mình đập đi. Ấy kia rồi. Anh ấy kia rồi, anh ấy thấy mình rồi. Ây da da, đâu đâu đâu. Đầy đủ rồi rồi. Nát bét luôn. Sao ta cầm cái súng mạnh ta. Sao lại có cái súng này nè hay nhỉ. Trời nó lút đồ kìa khốn nè. Quần khốn nạn.
Fuck. Fuck. Ok. Rồi thì mình sẽ dừng clip đây. Thì nếu các bạn thích thì hãy like, share và đăng ký kênh mình nhé. Mặc dù mình chết. Mình chơi ngu quá. Được thôi. Chơi thì mình sẽ chơi season 2. Game này mình cũng khá hấp dẫn. Ok. Ok thì chúc các bạn một ngày vui vẻ. Bye bye.